Hi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với shop đồ câu đang fishing. Hôm nay em tiếp tục về dòng GH nha mọi người, Toro GH. Đó. Trong sự chờ đợi mấy tháng nay thì hôm nay nó đã về rồi nha. Đó. Anh em nào ưng thì mình vô mình chốt lẻ nha. Hôm nay mình em có 3 size thôi mọi người, 5.000, 6.000, 7.000. Đó, giá thì nó cũng bình dân thôi. Giá từ 400 cho size này 5.000. Mỗi size lên 10.000. Đó, 400, 401 và 402 cho một con. Dòng Toro GH ha. Dòng này là xuất xứ của Thái Lan nha mọi người. Xuất xứ của Thái Lan. Đây. Made in Thái Lan nè. Thì mỗi một con máy đều có một cái mã vạch cho anh em mình chét hàng chính hãng ở trên cái mỗi cái nắp hộp nè. Này bữa nay có Toro nó dán thêm cái tem chống hàng giả nữa nè. Đó. Thêm cái tem này là của Toro này. Hồi đợt trước thì nó chỉ có cái mã vạch thôi. Hôm nay nó dán thêm cái tem này nữa. Đó. Mỗi một cái đều có một cái tem. Đây, giật khui ra. Đó. Toro. Đẹp chưa? Nó tông màu nó thì nó màu màu bạc với màu vàng ha. Anh muốn xây cái máy này em. Toro. Cối là kim loại nè, tay quay núm tiện xin xi kim loại nè ha. Quá đẹp. Dòng này tải cá cái trục cân trên cái trục cân được nha mọi người. Dòng này chính hãng của Toro, nó có màu bạch cho anh em mình chép hàng chính hãng nè, của Toro nè. Dòng xuất xứ là của thằng Thái nè, anh em đồ Thái là biết nó xịn sò rồi. Mà giá nó cũng bình dân nè ha. Thằng này là nó đang hút hàng rồi. Tới hôm nay trong khi sự chờ đợi mấy tháng trời, cỡ 2 tháng mấy 3 tháng á. Nó dòng Toro này nó mới về tiếp. Anh em rồi hỏi quá trời luôn. Tới hôm nay nó mới chịu về. Hôm nay là ngày 28 29 28 không bà? 29. 29. Đó. 29 tháng 11. 11. Quá đẹp. Có 3 size mọi người, có 3 size 5.000, 6.000, 7.000. Tay quay thì mình có thể mình đổ qua trái qua phải được nha. Đây là cốt máy nè. Bên ra kim loại luôn ha. Anh đẹp chưa? Anh gặp nè. Cốt máy nha. Quá đẹp. Dòng Toro. Anh em nào ưng con này mình muốn mua thì mình inbox cho em qua Zalo là 0932 118 330 hoặc là Facebook. Em có để đường link Facebook nha, ở dưới phần bình luận đó mọi người. Anh em nào mà mua bên Facebook được thì mình qua bên Facebook mua ha. Inbox qua Facebook, còn không inbox Facebook thì mình có Zalo. Inbox Zalo. Còn anh em nào có mua được ở trên TikTok á thì mình qua bên TikTok mình mua. Em có để cái đường link của bên TikTok luôn ở dưới phần bình luận luôn. Anh em nào mà muốn mua bên nào được thì mình cứ qua đó mua. Mua bên TikTok thì mình khỏi cần phải inbox cho em, cứ qua đó mà mình theo đường link đó, qua đó thì chọn cái size mà mình thích thì dứt thôi, chốt một em. Còn anh em nào mà không biết mua bên TikTok á thì cứ nhắn Zalo 0932 118 330 là qua Zalo của em. Anh em thì dứt một con Toro. Cầm với máy ngược. Ồ, ngược. À, làm cái thumbnail nè. Đẹp chưa? Quá đẹp, quá đẹp. Ok, vậy nha anh em. Cứ inbox trực tiếp cho em hoặc là gọi cho em cũng được. Toro GH. Giá có 3 size là 567, giá 400, mỗi size tăng 10.000. Đó. Này bao ship cho anh em luôn. Bình thường là phải có ship, cái giá này là giá niêm yết của công ty. Đó là cái giá niêm yết nha. Không có bớt được, nhưng mà em sẽ bao ship cho anh em. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video tới đây nha. Anh em nào xem tới đây rồi thì cho em xin một like, một chia sẻ luôn mọi người, một đăng ký kênh luôn ha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.